Một lần nữa chào đón quý vị trở lại với chương trình Kỹ thuật và Điện toán do Nhân Trần và Minh Tú thực hiện. Chương trình này được phát hình trên hệ thống truyền hình Sài Gòn TV 55.3 hàng tuần. Quý vị có thể theo dõi những chương trình chiếu lại trên minhtú.tv hoặc hệ thống điện toán toàn cầu của đài truyền hình Sài Gòn TV 55.3, đó là saigon-tv.tv. Hoặc mọi ý kiến đóng góp, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Minh Tú qua số điện thoại 817-668-0919. Trả lại cái vấn đề hồi nãy anh em mình nói chút xíu về vấn đề extender hay là booster hay là repeater, thì những cái bộ phận này đều có một cái trách nhiệm chính, đó là làm sao hỗ trợ cho cái hệ thống wifi nó phát triển mạnh hơn. Đúng. Nếu như cái người sử dụng không đặt cái wifi của mình đúng theo cái vị trí của nó trong ngôi nhà của mình. Rồi. Thì bây giờ cái điều đầu tiên đó là Nhân Trần muốn hỏi Tú là về cái vấn đề extender hay là vấn đề booster hay là repeater, tại sao nó có nhiều cái tên như vậy mà nó không có một cái tên gọi là ngắn gọn để cho người tiêu dùng có thể hiểu được? Dạ vâng, đúng ra đó thì thưa quý vị, những cái từ đó nó chung một cái nhiệm vụ chính là nó mang cái phủ sóng wifi cho nó đều cả khu nhà chúng ta, vậy thôi. Nhưng mà vì những cái lý do khác nhau, cái nhà sản xuất họ đặt những cái tên khác nhau. Thí dụ như cái chữ booster thì mình nghe có vẻ là mạnh hơn, đúng rồi. Hoặc là extender là nó đưa ra xa hơn. Nhưng cái chữ repeater nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó more technical là repeater, nó lặp lại. Nhưng mà cả ba cái chữ này quý vị thấy nó có cùng một cái nhiệm vụ là nó giúp cho cái sóng wifi nó mạnh hơn thôi. Vậy thôi mình mua ba cái mình để hết trong nhà. Chắc dạ, dạ vâng. Thành ra hôm nay Minh Tú sẽ đem đến cho quý vị phía trước mặt quý vị có một số cái device hay là những cái hộp đó mà nó có những cái nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên nó tùy theo cái nhu cầu. Hôm nay giống như phần đầu đó Nhân Trần có nói tùy theo cái nhu cầu mà mỗi người cần phải gắn thêm những cái này như thế nào, thì Minh Tú sẽ chỉ cho quý vị những cái chi tiết. Quý vị biết rằng đó là khi mà quý vị ghi đăng ký một cái chương trình service nào cho nhà của mình đó, thì hầu như công ty nào họ cũng nói là ok, provided router hay là wifi capability, có nghĩa là yes, có chức năng wifi ở trong đó. Thế thì bây giờ nếu như Nhân Trần và Minh Tú cũng như quý vị ghi danh với công ty AT&T chẳng hạn này, vâng, và họ đã có những cái bộ phận đó rồi, thì tại sao mình phải mua những cái sản phẩm này thêm nữa để làm gì? Câu hỏi rất là hay. Có nhiều người nói ôi tôi đã có rồi, tôi có wifi rồi, thành ra tại sao tôi phải cần thêm những cái này. Cái vấn đề là chúng ta biết rằng những cái device hoặc là họ thường gọi là gateway đó, họ vừa có modem với wifi chung nguyên một cái. Nhưng mà quý vị biết không, đa số Minh Tú đã có kinh nghiệm từ Verizon Internet, cái nghĩa là họ Fios đó, bây giờ là một cái tên khác, và Frontier, dạ vâng, Uverse cho đến Comcast, Time Warner, vân vân vân, thì họ provide cho mình những cái modem nó thực sự nó không có đủ. Quý vị thấy cái sự khác biệt, đây là một trong những cái router mà Minh Tú nói. Cái sự khác biệt rất lớn giữa cái traditional là cái mà mình có nhà với cái này là cái gì không? Là những cái anten. Quý vị thấy không? Cái anten của nó nhiều, là nhiều luôn, 6 cái. Ở trong đây có những cái mà nó dài tới đây là anh Nhân Trần. Hoặc là bên đây cũng vậy, nó có một số cái khác nhau. Nhưng mà đại khái để nói cho cái sự khác biệt đó là những cái router mà họ cung cấp cho mình đó là những cái basic thôi, đơn giản để trong một cái phòng nhỏ hoặc là một cái văn phòng khoảng 2-3 phòng thì ok. Nhưng mà đến những cái căn nhà lớn, những cái căn nhà rộng đó quý vị, thì và những nhất là những cái nơi công cộng nữa, những cái office hoặc là tiệm nail, văn phòng, những cái văn phòng nha sĩ bác sĩ, chúng ta có rất là nhiều cái phòng ốc và nó bị chặn lại bởi những cái tường, những cái sắt đó, thì điều đó những cái modem bình thường nó không có work vào. Dạ vâng. Có phải là đúng hay không, khi mà nhà sản xuất họ cung cấp những cái modem hay là những cái router hay là những cái wifi đi, khác biệt giữa dual band, single band nó như thế nào? Tại sao họ dùng những cái từ như vậy? Dạ vâng. Những cái provider có thể là chỉ có single band thôi. Có một số cái gần đây thì có dual band. Nhưng mà cái để giải thích đơn giản nha, là cái single, cái dual band là nó có hai cái băng tầng khác nhau. Nó giống như FM với AM vậy đó, thí dụ vậy cho quý vị dễ hiểu. Nhưng mà đại khái là băng tầng 2.4 GHz và băng tầng 5.0 GHz. Thì mỗi cái băng tầng đó nó có một cái truyền tải tốc độ nhanh hoặc chậm khác nhau.
Đó, thành ra nếu mà quý vị sử dụng 5 chấm thì cái tốc độ nhanh hơn và 2.5 thì tốc độ chậm hơn. Đơn giản vậy, nhưng mà nó có đi thêm về chi tiết, mình có cơ hội mình sẽ nói đó thêm là cái độ chuyển sóng dài bao xa, là 2.4 thì nó lại xa hơn, 5 chấm thì nó ngắn hơn. Nhưng mà nói chung đó là những cái dạng mà mình cần phải để ý khi mà chúng ta mua những cái wifi router để chúng ta add vô đó anh Nhân. Tại vì cái mà provider họ cung cấp nó rất là yếu. Nó, dạ vâng. Trung bình thì một cái, thí dụ như một cái lớn như thế này đi thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Dạ vâng, cái mà lớn như vậy đó thì khoảng chừng 150 trở lên quý vị. Có một số cái 120 đô tùy theo cái hiệu. Thí dụ đây là hiệu Netgear là, hoặc là hiệu Linksys, là những cái mà giá nó mắc hơn. Nhưng mà những cái hiệu quý vị có thể mua là TCP-Link, nói chung một số cái nó cũng rẻ đó, thành ra mình có thể mua. Dạ. Thực sự ra thì lý do mà Nhân Trần hỏi Minh Tú về vấn đề cái giá cả nó như thế này, kính thưa quý vị, và quý vị cũng ghi nhớ rằng có đôi khi chúng ta hiểu lầm và không biết là mình nên đầu tư cái số tiền bao nhiêu, vâng, phải lẽ để mà mình mua cái bộ phận này gắn ở trong nhà của, vâng, mình. Nhưng một cái mánh khóe của nhà sản xuất là như thế này, khi quý vị ghi danh để mà đem cái chương trình internet đến nhà mình đó, thì họ cho mình một cái giá gọi là phải chăng thôi. Ví dụ chẳng hạn như là 5 đồng một tháng mướn cái modem này. Nhưng quý vị quên rằng là tới bây giờ có những công ty phân phối internet vẫn còn đi với cái dạng gọi là hợp đồng. Đúng. Thì quý vị cứ nghĩ rằng 5 đồng nó nhỏ nhoi, mình không để ý đến, nhưng 3 năm sau thì cái giá nó bằng một cái router. Đúng mà rồi, quý vị mua ở ngoài. Cho nên quý vị nhớ rằng là nếu cần thiết mình nên sở hữu một, yes, cái device riêng của mình và mình mua, là vì khi mà nó trục trặc gì mình được quyền gọi nhà sản xuất của cái máy đó và họ sẽ thay thế cho mình cái máy mới nếu nó không sửa được hoặc là nó bị trục trặc gì đó. Nhưng trở lại cái vấn đề như thế này, modem là modem, router là router, hay là những cái device đó là device, nhưng làm sao để biết được cái loại công ty nào hay là device nào, cái model nào để mà phù hợp và mình mua cho nó đúng theo cái nhu cầu của mình? Đúng rồi, cái câu hỏi rất là hay. Để phân biệt, để biết cái loại nào, mà bây giờ nó dễ lắm anh, khi mà mình lên trên Google hoặc là trên Amazon á, mình lên trên đó mình search, ví dụ như mình muốn kiếm một cái Wi-Fi extender, thì mình lên trên đó và bắt đầu tùy theo, tất nhiên cái giá, cái budget của mình có bao nhiêu. Đúng. Rồi mình dựa trên đó và mình thấy là ồ, cái nào mà có 4 sao 5 sao là cái đó nó tốt hơn. Tất nhiên nó có những cái nhu cầu khác, thí dụ như trước mặt quý vị cái Netgear Nighthawk X6 này đó, thì một số người chơi game họ own nó, bởi vì nó nhanh hơn. Nhưng mà quý vị không có cần chơi game hay là gì đó thì mình có thể mua cái model thấp hơn, thí dụ như cái model X5 hoặc là X4 đó, thì tùy theo cái khả năng của quý vị. Nhưng mà đây là một cái dạng, nó là Wi-Fi router chứ không phải là extender. Nó là Wi-Fi router nhưng mà nó phủ sóng mạnh đến nỗi mà mình không cần cái này nữa, không cần cái extender luôn đó. Thế dạ thì vâng, nói đến cái vấn đề này thì nói chút xíu về vấn đề chuyên môn chút xíu để cho khán giả hiểu rõ hơn, đó là modem là như thế nào, mà Wi-Fi router là như thế nào, và tại sao mình phải cần cả hai, vâng, thay vì mình chỉ cần một thôi. Đúng rồi, Tú có thể cái câu hỏi rất là hay, có rất là nhiều khán thính giả hỏi Tú như vậy. Nói đơn giản đó là nếu mà quý vị chỉ chạy internet không thôi đó, thì nó có cái modem là nó sẽ chuyển cái internet từ cái nhà cung cấp của chúng ta đến đó, và thế là nó chỉ dừng tại đó thôi. Và cái modem đó chỉ có nhận được internet nhưng mà nó không có phủ sóng ra, nó không có đưa tần số wifi cho chúng ta, hoặc là nó không có cho những cái ethernet để chúng ta gắm vô, thì đó nó gọi là modem. Nhưng mà cái router hoặc là wifi router đó, nó có thêm một cái trách nhiệm, đó là nó phủ sóng và có nhiều cái máy computer laptop nó nhận được những cái điều đó và nó phát ra. Dạ vâng, thì cái router là có thêm cái nhiệm vụ như vậy. Và cả có một số máy đó, nó cả hai, vừa modem mà router nó build chung, nó gọi là gateway. Đó. Chứ còn cái tên thì sao? Nhà sản xuất họ đặt những cái tên nó rất là vui, nó rất là tế nhị. Chẳng hạn như nào là Netgear, rồi TP-Link, dạ Nighthawk, vâng, nào đâu. Những cái đó để làm gì? Để mà attractive, có nghĩa là làm cho hấp dẫn hơn cho cái người đúng đi vậy, mua hay sao? Hấp dẫn cho người mua, và tất nhiên là nó cũng để cái tên brand name của nó ở trong đó nữa. Đúng rồi. Ví dụ như Netgear là hãng, một cái hãng tên của Netgear luôn, nhưng mà Nighthawk giống như tên cho nó mạnh. Giống như Mercedes, mà Mercedes đời mấy vậy đó. Đúng rồi, dạ vâng. Thành ra nghe nó mạnh, dạ vâng. Có nghĩa là không phải chỉ mua về vấn đề gọi là wifi cho vui, nhưng mà nó cũng là một cái hình thức gọi là một cái món đồ chơi. Dạ đúng rồi. Và cái model của nó để mình mua làm sao đúng để rồi, cho nó hấp dẫn. Dạ vâng. Nhưng thực sự ra kỹ thuật thì nó đi mỗi một ngày càng xa. Yeah.
Nếu mà anh em chúng mình ngồi đây nói chuyện thì biết bao nhiêu nan đề để mà mình có thể hỗ trợ khán giả của chúng ta nha. Nhưng mà trước khi mình rời cái chương trình ngày hôm nay thì không biết Minh Tú có thêm những cái gì chia sẻ hay không trong những giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, Minh Tú muốn giới thiệu cho đến quý vị là một cái này nó gọi là Wi-Fi extender, mà đúng nghĩa của nó luôn là của TCB Link quý vị. Cái này thì nó rẻ hơn, nó chừng khoảng 101 thôi, 101-120 đô. Và cái Wi-Fi range extender này đó quý vị có thể dùng chung với cái modem hoặc là cái gateway của cái nhà cung cấp. Cái nghĩa là một số quý vị không có biết làm sao set up cái này hoặc nó mắc quá, thì đây là một cái device rất là dễ set up. Quý vị thấy cũng có ở chính giữa nó có một cái nút bấm này nè. Mình chỉ cần gắm điện vô ha, ở phía sau nó có ổ điện nha quý vị, và mình gắm vô ổ điện ở phía sau và mình để gần với cái modem hay là cái router hiện tại của cái nhà cung cấp đó. Mình chỉ cần bấm cái nút này, và ở nhà hiện tại nó cũng có một cái nút mà để nó sync với nhau đó. Mình bấm vô và thế là hai cái nối chuyện với nhau. Rồi mình cầm cái này mình đến một cái phòng khác để, và mình sẽ thấy là nó có hai cái băng tần như vậy, và mình sẽ thấy là nó nhận được cái signal, và từ cái signal của cái router cũ của mình á, nó sẽ phát ra mạnh hơn. Thì đây là một trong những cái mà đơn giản cho những bác, những cô chú không biết gì nhiều. Chỉ cần mua cái này về, bấm cái nút này và bấm một cái nút ở bên cái máy modem của mình, thế là nó nối với nhau. Thành ra đây là một cái sản phẩm mà Minh Tú cũng giới thiệu cho quý vị luôn, nó gọi là TCB. TCB Link là cái hãng đó, còn cái model của nó là AC1750. Dạ vâng, AC1750. Dạ. Cảm ơn Minh Tú rất là nhiều đến với chương trình Kỹ thuật và Điện toán ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong những giây phút vừa rồi, anh em chúng tôi san sẻ những thông tin, những ý tưởng, những cái tinh vi kỹ thuật mà anh em chúng tôi học hỏi được, không ngoài mục đích là san sẻ cùng với quý vị, để rồi chúng ta cùng lấy đó làm kinh nghiệm cho đời sống trong mỗi gia đình của chúng ta được thuận lợi, và mọi việc nó thành công được tốt đẹp. Nhân Trần và Minh Tú cảm ơn quý vị đã thương mến chương trình này. Và một lần nữa, nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến cũng như là liên lạc trực tiếp với Minh Tú qua số điện thoại 817-668-0919, hoặc theo dõi những chương trình đã thu lại trước đây qua minhtu.tv, hoặc là theo dõi những thông tin của mạng lưới điện toán toàn cầu của đài truyền hình Sài Gòn TV 55.3 qua saigon.tv. Nhân Trần, Minh Tú xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới, và chúc cho quý vị một tuần bình an và hạnh phúc.